Flux thì anh thấy nó rất là trực quan và độ chính xác rất là cao. Tại vì trong cái môi trường công nghiệp của bên anh thì độ nhiễu rất là lớn, nhưng mà khi mà sử dụng các cái sản phẩm của Flux thì cái độ chính xác và độ tin cậy rất là lớn. Cũng vì vậy nên là các cái thiết bị đo kiểm thì sau này anh vẫn hướng anh em mua hàng của Flux về để sử dụng cho đảm bảo và yên tâm. Thì cái bài trình bày là rất là xúc tích và rất rõ ràng. Những cái kiến thức truyền đạt là rất là thực tế và ứng dụng vào thực tế. Và sau cái buổi hội thảo này thì chắc chắn là bên anh cũng sẽ đầu tư một số thiết bị từ phía Flux để phục vụ cho công tác bảo trì dự phòng. Hôm nay thì anh cũng tiếp cận được nhiều cái thông tin liên quan tới những cái dự án mà anh sắp làm sắp tới, thì cũng sẽ có liên quan.